Thống kê của Bộ Y tế cho biết, hiện ở Việt Nam có hơn 85% trẻ em, 70% người trưởng thành mắc các bệnh lý răng miệng. Các bệnh lý răng miệng như sâu răng, viêm quanh răng là nguyên nhân chính gây mất răng sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Các ổ nhiễm trùng răng miệng còn là nguyên nhân gây những bệnh nội khoa như viêm khớp, viêm cầu thận, viêm nội tâm mạc. Theo các bác sĩ chuyên khoa, hầu hết các bệnh về răng miệng có thể phòng ngừa và điều trị. Do đó cần tuyên truyền giúp người dân thay đổi nhận thức, quan tâm chăm sóc răng miệng chảy răng hai lần một ngày, thời gian chảy răng ít nhất 2 phút một lần, hạn chế ăn 2 giờ sau chảy răng, khám răng định kỳ 2 lần một năm để có hàm răng chắc khỏe.